Vâng, xin chào nhé, đã quay trở lại với đại lý xe tải và ép. Cũng như thường lệ thì lịch lên sóng review của mình sẽ là thứ hai, thứ tư và thứ sáu lúc 9 giờ sáng hàng tuần. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục review và báo giá cho anh em xe tải Isuzu Vitara 270 đóng thùng 10 bạt tiêu chuẩn, và xe này được trang trí khá là đặc biệt. Và trong quá trình review và báo giá xe, anh em thấy video mình hay và hữu ích thì cho mình xin một like, chia sẻ. Còn giờ xin mời anh em theo mình để review. Đầu review về ngoại thất của xe này. Về ngoại thất của xe thì trên cửa thì có tay nắm mở cửa xe, và đây là tay nắm mở cửa, và có hai gương chiếu hậu là gương đôi ở mỗi cánh cửa, và đây là đèn tín hiệu, và đây là đèn tín hiệu hay gọi đèn xi nhan, và đây là đèn pha. Về phía trước cabin thì gồm có hai cần gạt nước ở hai bên để lau và rửa kính lúc mưa gió, và có chữ QR 270 và chữ Isuzu ở trước mặt cabin hay gọi là mặt răng của xe. Giờ mình sẽ mời anh em vào trong cabin quan sát. Trong cabin của xe thì ghế thì bọc giả da, và số ghế ngồi gồm 3 chỗ và được trang bị dây an toàn. Còn kính của cửa thì được chỉnh bằng điện, và đây là hai nút chỉnh kính, và đây nút chốt cửa trong và mở cửa trong, và đây là chân Amega hay gọi chân côn, và đây chân thắng và chân phanh, và đây chân ga, và đây là chốt của cần vô lăng, và đây là điều khiển đèn. Đây là vô lăng gồm có chữ Isuzu ở giữa và kèn ở giữa, và đây điều khiển cần gạt nước và vòi phun nước, và đây màn hình táp lô hiển thị thông số rõ ràng, và đây bảng điều khiển trung tâm gồm điều khiển máy lạnh, radio, và đây là nút điều khiển đèn ưu tiên hay gọi đèn sự cố. Về cần số thì gồm có 5 số tiến và 1 số lùi, và đây thắng tay hay gọi phanh tay, và bên này là hốc chứa đồ, và dưới là đồ nghề theo xe. Còn tấm chắn nắng thì gồm có hai tấm ở hai bên và một đèn gương chiếu hậu phía trước và một đèn trần. Còn giờ xin mời em của thùng xe này. Đà dọc là U100 gồm hai cây, và đà ngang là U80 và lót đà cao su, và liên kết đà bằng V4 dày 4 ly hẳn hai mặt. Để em quan sát. Và đây là lót đà cao su. Và đây là bát chống sô. Và đây là đĩa 25 của sau cùng. Còn bao đà của thùng xe này là dùng thép dày 2,5 ly, chấn định hình chữ C, và cánh én cũng là thép chấn định hình và đã được sơn phủ màu trắng. Cánh én được chấn theo định hình nên là rất cứng cáp. Trụ đứng của thùng thì trụ sau thì gồm hai trụ là U đúc bằng thép, và trụ giữa cũng gồm hai trụ cũng là U đúc bằng thép là U120, và trụ đầu cũng gồm hai trụ là trụ U đúc bằng thép là U100. Đây là trụ đầu nhé, là U100 đã được sơn phủ màu trắng, sơn chống dỉ, và đây là trụ giữa là U120 cũng đã được sơn phủ màu trắng, sơn chống dỉ, và đây là trụ sau là U100 cũng đã được sơn phủ màu trắng chống dỉ. Về bửng của thùng xe này thì là con bao bửng là hộp 40x80 thép, mạ kém đã được sơn phủ màu trắng chống dỉ, và cây ngang và cây đứng ở trong là hộp 20x20 và 20x40 được liên kết bằng mối han. Còn vách ngoài là inox chấn định hình, và vách trong là tôn lạnh. Giờ mình sẽ review sát cho anh em quan sát nhé. Đây là bửng hông, và chiều cao của bửng là 700, và chiều dài của bửng là 2,06 m, và số bửng bản lề ở trên bửng là 5 bản lề ở bửng hông, và được bắt hai bắt cong ở hai đầu và hai khóa tôm để khóa bửng lại. Và mỗi bửng thì được bắt hai cục cao su ở hai đầu bửng lúc mở bửng ra để tránh va đập. Và khóa tôm là thép, và lề cũng là thép đã được sơn phủ màu trắng chống dỉ. Còn bửng sau
thì chiều cao cũng là 700, chiều dài là 1m85 và số bản lề là 4 và sử dụng hai bắt thẳng và hai khóa tôm để khóa bừng lại. Phần ở trên bừng sau là mở vỉ đáy. Côn bao vỉ và cây ngang cây đứng là hộp 30x30 thép đã được sơn phủ màu trắng chống dỉ, và cây ngang sát trên vỉ là hộp 40x80 được liên kết với vỉ bằng 3 bản lề. Và vỉ này được bắt hai bắt thẳng và hai khóa tôm để khóa vỉ lại. Còn ở chỗ khoảng dưới của vỉ thì được bắn một tấm inox để dán quảng cáo. Cho anh em quan sát phần bên trong thùng và cũng như phần khung xương của thùng xe này. Đây là phần bên trong của thùng và sàn của thùng xe này thì là bằng thép phẳng nối ngang và chân cúp mí dọc biên đã được sơn màu đen ở phần mặt sàn. Em quan sát đấy. Và mình nói thêm về vách trong của bựng đây, em quan sát đây. Là tôn lạnh được liên kết bằng DV nhôm. Phần khung xương của thùng xe này, mặt tiền thì sử dụng hộp 40x40 thép mạ kẽm đã được sơn phủ màu trắng và vách trong cũng là tôn lạnh. Còn phần khung xương ở trên bứng, cây ngang sát bứng là hộp 40x80 và cây ngang ở trên và cây đứng là sử dụng hộp 40x40 thép mạ kẽm. Đây anh em quan sát. Và keo ở trụ của xe này thì là keo U65 và khoảng giữa trụ là keo phi 27 dày ly 4. Còn bạt của xe này thì là bạt hộp ở trên chùm xuống và ở hai bên là bạt mảnh. Đây anh em quan sát nhé. Đây. Phần trang trí cản hông thì cái ngang thì gồm hai cây là sử dụng inox dày ly 2 chấn định hình chữ C và bọc composite đầu đuôi và giữa. Còn cây đứng thì sử dụng hộp 30x60 inox làm cây đứng gồm hai cây. Và số đèn hông của xe này thì gồm mỗi bên là hai đèn vàng. Anh em quan sát đấy. Còn rè của xe này thì dùng inox chấn định hình và cây chống rè là phi 27 và cùm 27. Em quan sát đấy. Và tấm chắn bùn là cao su. Còn cản sau dùng inox bóng 8K dày 2 ly chấn định hình bản rộng và được trang trí đèn vàng đèn đỏ ở cây ngang và cây đứng là sử dụng hộp 40x80 inox. Còn phần lam đèn thì sử dụng hai đèn tròn làm trang trí là tấm lame dày 2 ly rưỡi. Còn phần đèn hậu của xe thì sử dụng inox hộp 20x40 làm khuôn bao và láp 6 ly bao bọc đèn để tránh va đập vỡ đèn. Và kích thước của thùng xe này chiều dài là 4m35 và chiều rộng là 1m85, còn chiều cao là 1m78. Còn giá của xe này cabin chassis có giá là 515 triệu. Và thùng của xe này có giá di chuyển là từ 46 triệu đến 50 triệu. Vâng, thưa anh em, video của mình làm về xe tải Isuzu QKR 270 đóng thùng với bạt tiêu chuẩn và trang trí xin được kết thúc ở đây. Trong quá trình review và báo giá xe, anh em thấy video mình hay và hữu ích thì cho mình xin một like và chia sẻ. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Còn giờ xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.